Em chào các bác nhé. Hôm nay thì một cái video ngắn về cái dòng cạp đa lăng. Một cái mẫu cạp mà các bác gọi điện tới bảo em mà làm một cái video thật chi tiết để các bác nhà mình được xem. Thì với cái mẫu cạp đa lăng này thì nó là một cây cạp đúc đen. Một cây cạp mà đang được các bác quan tâm khá là nhiều trong cái công việc làm cây bonsai, làm cây cảnh. Thì nhà em là bên chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh, về dụng cụ làm vườn. Nhưng với cái cây cạp đen thì đang được các bác quan tâm khá là nhiều trong cái công việc làm cây cảnh. Và em cũng nói luôn một chút về cái phương thức khi các bác mà đang quan tâm tới cái mẫu cạp này. Các bác hãy liên hệ trực tiếp tới em nhé. Em sẽ tư vấn các bác qua số điện thoại 0869 054 295 hoặc số điện thoại 0888 636 138. Đấy là hai số điện thoại chính để em cung cấp và cũng như là tư vấn tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây. Thì cây đa lăng nó như nào và cây cạp chéo nó như thế nào? Rất nhiều bác nhầm lẫn là cây chéo và cây đa lăng. Thì em cũng bỏ ra đây một cây cạp chéo rồi. Đấy, các bác hãy quan sát kỹ ở cái bề mặt của cái cây này nhé. Cây chéo thì nó sẽ có một lượt bằng từ trên xuống dưới như này. Còn cây đa lăng nó sẽ có một cái lượt võng như này. Đấy, cây đa lăng này nhìn nó rất chi là đẹp mắt nhá. Còn cây chéo thì nó là cái đồ dùng chuyên nghiệp dành cho các bác cắt tỉa cắt lách những cái vị trí khó. Thì ở cái bộ cạp này thì bộ cạp đen nó sẽ có ba cây chính nhá, thực sự nó sẽ có 5 cây: cây tròn, cây chéo, cây bổ, cây cắt dây và sẽ thêm một cây đa lăng như thế này để các bác lựa chọn. Cây đa lăng thì nó sẽ thay thế một cái vị trí rất là quan trọng là các bác có thể tạo sẹo được này, cắt tỉa nhánh ở vị trí khó được này. Nó sẽ hai chức năng nhé. Nhưng mà nếu như mà để các bác mà mới chơi ấy, các bác mà chưa sử dụng quen thì các bác nên sử dụng cây tròn, cây chéo luôn. Đấy. Còn cây đa lăng này sẽ để cho các bác mà chuyên nghiệp làm quen rồi thì các bác hãy sử dụng nhé. Ở đây hôm nay không có cây tròn, toàn cây đa lăng thôi. Thì hôm nay em chỉ chia sẻ cái cách để các bác chọn cây tròn và cây chéo. Cây đa lăng và cây chéo nhé. Bởi vì rất nhiều bác nhầm lẫn ở cây đa lăng và cây chéo. Thì với cái mẫu này thì bên nhà em sẽ gửi cho các bác cái loại bản rất là dày của cái mẫu thép đúc đen. Cái bản nó phải dày như này nhá. Nó sẽ có hai loại đấy. Nhưng mà khi các bác đặt của bên em thì các bác sẽ yên tâm về chất lượng. Lúc nào em cũng đặt là chất lượng đặt lên hàng đầu để gửi tới các bác nhà mình. Đấy. Thì cái cặp đen này thì cái mẫu đẹp bao giờ nó cũng dày bản như này, nó là đúc đen nhá. Tên thương hiệu ở trên này. Đây là cái mẫu hàng chung nhá, em cũng nói luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Tất cả những cái ốc chốt của nó rất chi là ok. Cái dòng này thì sẽ sắc bén như dao lam nha các bác nhá. Và cũng có video em cũng đi chi tiết để gửi cho các bác cái cách làm rồi. Cái này khi các bác mà kẹp nhá, các bác không được giật. Giật là hỏng cạp đấy, mà các bác kẹp đến đâu là phải đứt đến đấy, phải được đến đấy luôn. Không được giật cạp, giật là sẽ hỏng hết lưỡi. Đấy, đây là cây cạp 21 phân, cây cạp đa lăng nhé. Và em cũng nói giá luôn để khi các bác mà quan tâm thì cái mẫu này, các bác sẽ biết giá của nó là bao nhiêu. Cái cây cạp đa lăng này thì em đang gửi từ các bác giá sẽ là 400 ngàn. Giá sẽ miễn phí ship trên toàn quốc ở cái dòng cạp đa lăng này. Thì hiện tại là cũng đang chuẩn bị là mùa làm cây rất chi là rộ của các bác. Thì em thấy các bác cũng gọi điện và hỏi và cũng muốn quan tâm rất nhiều. Thì chiều dài của cây này sẽ là 21cm, bản dày đẹp của dòng đúc đen, hàng chung các bác nhé. Và tất cả những cái cây bộ tròn chéo của em là tất cả một chất liệu như nhau ở cái dòng đúc đen này. Bên em sẽ có tròn chéo cắt dây bổ đủ các loại về bonsai, về cây cảnh để phục vụ các bác nhà mình. Thì qua cái video ngắn này, các bác mà đang cần tới đồ bonsai, đồ làm cây cảnh, dụng cụ làm nông nghiệp, thì các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh nhé. Để mỗi một video em đăng tải về một sản phẩm thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo của nhà em qua những cái video ngắn như này. Và các bác mà quan tâm tới dụng cụ nào chỉ cần các bác bình luận ở bên dưới thôi. Em sẽ làm một cái video chi tiết về cái dụng cụ đấy để các bác nhà mình tham khảo trên những cái video ngắn của bên cơ sở em. Em xin kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.